여러분, 안녕하세요. 안녕하세요. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta cùng bước sang bài học số 5. Bài học số 5 với chủ đề Mun Hoa Chay. Mun Hoa Chay là về sự khác biệt về văn hóa. Khác biệt văn hóa. Và trước khi vào bài mới, chúng ta cùng ôn tập lại bài cũ. Trong bài học trước, chúng ta đã được làm quen với cấu trúc ngữ pháp động từ kết hợp với 다가보면. Chúng ta có ví dụ 계속 생각하다 보면 좋은 아이디어도 낼 수 있어요. Tức là chúng ta cứ liên tục suy nghĩ thì sẽ xuất hiện những ý tưởng tốt, những ý kiến hay. Và cả lớp đọc theo tôi. 계속 생각하다 보면 계속 생각하다 보면 좋은 아이디어도 낼 수 있어요. 좋은 아이디어도 낼 수 있어요. Tiếp theo, bài học hôm trước chúng ta đã làm quen với cấu trúc động từ tính từ. Động tính từ kết hợp với 게하다 mang ý nghĩa là làm cho, khiến cho. Chúng ta có ví dụ 우리 어머니가 저에게 방을 청소하게 했어요. 우리 어머니가 저에게 방을 청소하게 했어요. Mời cả lớp đọc theo tôi. 우리 어머니가 저에게 방을 청소하게 했어요. 저에게 방은 청소하게 했어요. Câu trúc số 3. Đó là danh từ kết hợp với 통해, 통해서 và 통하여 mang ý nghĩa là thông qua. Thông qua việc gì đó, thông qua cái gì đó thì chúng ta học được hoặc là tích lũy được điều gì. Chúng ta có ví dụ 선생님을 통해서 소중한 지식을 얻었어요. Tức là thông qua giáo viên thì tôi đã có được nhiều những tri thức quan trọng, những tri thức quý giá. Mời cả lớp đọc theo tôi. 선생님 통해서 선생님을 통해서 선생님을 통해서 소중한 지식을 얻었어요. 소중한 지식은 얻었어요. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc ôn tập. Trước khi vào bài học, chúng ta cùng theo dõi clip ngữ cảnh ngay sau đây. 수환 씨, 안 바쁘면 차나 한잔 할까요? 네, 좋아요. 수환 씨, 아까 과장님께 보고서를 드릴 때 한 손으로 드렸잖아요. 그런데 한국에서는 윗상사나 상급자에게 물건을 드릴 때 꼭 두 손으로 드려야 돼요. 받을 때도 두 손으로 받아야 하고요. 정말요? 전 몰랐어요. 과장님이 화나셨을까요? 아니에요. 수환 씨가 한국에 온 지 얼마 안 되었으니까 이해하셨을 거예요. 그렇지만 이제 알았으니까 두 손으로 드리면 좋아하실 거예요. 정말 고마워요, 수민 씨. 그런데 한 가지 질문이 있는데 어제 회식 때 보니까 술을 마실 때도 고개를 돌리고 마셔야 하나 봐요. 맞지요? 네, 맞아요. 어른하고 술을 마실 때에는 고개를 옆으로 돌리고 마셔야 돼요. 그건 실수 안 했어요. 다들 그렇게 마셔서 똑같이 따라 했거든요. Ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu và phân tích phần từ vựng. Từ vựng đầu tiên chúng ta có 윗사람. 윗사람. 윗사람 là người bề trên, người ở chức vụ có vị trí ở bên trên, trên cao. Thì được gọi là 윗사람. Mời cả lớp đọc theo tôi. 윗사람. 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 Từ vựng tiếp theo ta có 상급자. 상급자 là cấp trên. 상급자. Mời cả lớp đọc theo tôi. 상급자. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta có 고개를 돌리다. 고개를 돌리다 là quay đầu. Cả lớp đọc theo tôi. 고개를 돌리다. 고개를 돌리다. 고개를 돌리다. 고개를 돌리다. Chúng ta có từ vựng tiếp theo. 화나다. 화나다 là nổi giận, là tức giận. 화나다. Cả lớp đọc theo tôi. 화나다. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta có 실수하다. 실수하다 là mắc lỗi, làm sai, làm lỗi. 실수하다. Mời cả lớp đọc theo tôi. 실수하다. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta có 편하다. 편하다 là thoải mái, thuận tiện. 편하다. Mời cả lớp đọc theo tôi. 편하다. 편하다.
편하다. 편하다. 뜨벅대태하다고 주의하다. 주의하다 라 주의. 뭐가 럽럽 태워도 주의하다. 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 Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu và phân tích toàn bộ từ vựng trong bài học ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời các bạn hãy lắng nghe phần phát âm của giáo viên người Hàn. 문화 차이 윗사람 윗사람 상급자 상급자 고개를 돌리다 고개를 돌리다 화나다 화나다. Mời cả lớp đọc lại phần từ vựng. Tara haseo. 윗사람. 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 상급자. 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 고개를 돌리다. 고개를 돌리다. 고개를 돌리다. 고개를 돌리다. 화나다. 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 실수하다. 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 편하다. 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 주의하다. 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 Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc phân tích từ vựng bài học ngày hôm nay. Bước sang phần ngữ pháp của bài học, chúng ta cùng tìm hiểu ngữ pháp đầu tiên. Đó là động từ kết hợp với 나보다, 으년, 까보다. Trong thì hiện tại, 현재. 현재 là hiện tại, 과거 là thì quá khứ và 미래 là thì tương lai. Các bạn để ý đây, ở đây chúng ta có thấy là 동사 động từ kết hợp với 나보다. 나보다 ở thì hiện tại. Với tính từ không có bát chim thì chúng ta kết hợp với 年가보다. Không có bát chim. Và có bát chim chúng ta kết hợp với 은가보다. 은가보다. Và cả hai tính từ và động từ thì ở thì quá khứ thì chúng ta đều kết hợp với 앗었나보다. Thì quá khứ, chúng ta để ý, chúng ta lưu ý rằng cả tính từ và động từ ở thì quá khứ sẽ được kết hợp với 앗었나보다. Được chia ở thì 앗었 này. Và cả hai trường hợp này khi ở thì tương lai, các bạn để ý thế ạ, thì tương lai chúng ta có 을건가봐요. 을건가봐요. Đây là ở thì tương lai. Riêng đối với cấu trúc ita này, chúng ta để ý thấy rằng ở thì hiện tại thì chúng ta kết hợp với 인가보다. 인가보다. Và ở thì quá khứ, chúng ta có 받침 thì chúng ta kết hợp với 이었나보다. Và không có 받침 thì chúng ta kết hợp với 이었나보다. Các bạn để ý ở đây ạ. Lưu ý trong trường hợp này, không có 받침 thì chúng ta kết hợp với 이었나보다. 이었나보다. Và có 받침 thì là 이었나보다. 이었나보다. Và trong thì tương lai thì ở đây là không có. Các bạn lưu ý về vấn đề này. Như vậy, cấu trúc ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu đó là 나보다, động từ kết hợp với 나보다, tính từ 이다 kết hợp với 은가보다. Để hiểu hơn về cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp này, chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ. Chúng ta có ví dụ thứ nhất. 옆집에서 고기 냄새가 나네요. 삼겹살을 먹나 봐요. Có mùi thịt từ nhà bên cạnh. Chắc là họ đang ăn thịt ba chỉ nướng. Ở đây chúng ta có động từ 먹다. 먹다 thì các bạn biết rồi. 먹다 tức là ăn ở đây. Và kết hợp với cấu trúc ngày hôm nay 나보다 thì chúng ta có 먹나 봐요. 먹나 보다. 옆집에서 고기 냄새가 나네요. 삼겹살을 먹나 봐요. Mời cả lớp đọc theo tôi. 옆집에서 옆집에서 고기 냄새가 나네요. 고기 냄새가 나네요. 삼겹살을 먹나 봐요. 삼겹살을 먹나 봐요. Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ thứ hai. 음식이 매운가 봐요. 또한 씨의 얼굴이 빨개요. Đọc theo tôi. 늦잠을 자는 걸 보니까 늦잠은 자는 걸 보니까 어제 많이 피곤했나 봐요. 어제 많이 피곤했나 봐요. Qua ví dụ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng cấu trúc này thể hiện điều gì? Động từ kết hợp với 나보다. Tính từ 있다 kết hợp với
은은 까보다 có vẻ là chắc là dường như là cấu trúc này mang thể hiện tính dự đoán. Và ngoài ra các động từ tính từ thì quá khứ thì đều được dùng chung với dạng 앗 ót 나 보다 đều dùng chung với dạng thức là thì quá khứ là 앗 ót 나 보다. Tiếp theo với trường hợp động từ, với trường hợp động từ ở đây khi nói về thì tương lai, khi nói về tương lai cùng với dạng thức, với trường hợp động từ khi nói về tương lai ta dùng dạng thức 을건가 봐요, 을건가 봐요. Chúng ta để ý ở đây khi gặp 리은 ở đây chúng ta nhấn mạnh từ con này một chút, chưa? 을건가 봐요. Sau đây chúng ta cùng theo dõi phần đọc mẫu của giáo viên người Hàn. 옆집에서 고기 냄새가 나네요. 삼겹살을 먹나 봐요. 옆집에서 고기 냄새가 나네요. 삼겹살을 먹나 봐요. 음식이 매운가 봐요. 뚜안 씨의 얼굴이 빨개요. 음식이 매운가 봐요. 뚜안 씨의 얼굴이 빨개요. 말하는 걸 보니까 외국 사람인가 봐요. 말하는 걸 보니까 외국 사람인가 봐요. 늦잠을 자는 걸 보니까 어제 많이 피곤했나 봐요. 늦잠을 자는 걸 보니까 어제 많이 피곤했나 봐요. 날씨가 흐리네요. 비가 올 건가 봐요. 날씨가 흐리네요. 비가 올 건가 봐요. Bước sang phần luyện tập, chúng ta hãy dựa vào những từ gợi ý để hoàn thành đoạn hội thoại. Đầu tiên chúng ta có, thứ nhất, 또한 씨가... Ở đây chúng ta sẽ phải hoàn thành câu ở đây. Và chúng ta có từ gợi ý 화실을 좋아하다. 좋아하다 ở đây là thích. Và câu trả lời ở đây là đồng tình với bạn vừa nói. Là 맞아요, là đúng rồi. 저한테 계속 화실에 대해서 물어봤어요. Tức là ở đây cấu trúc, chúng ta có cấu trúc e thế so. Cấu trúc này chúng ta đã được làm quen ở bài trước. Tức là trọng tâm là vấn đề gì đó, chủ đề gì đó. Đã hỏi. Mudo pastor là đã hỏi về chủ đề nào đó. Sau đây xin mời bạn Trang và bạn Thắm hoàn thành đoạn hội thoại này. 은 씨가 화실은 좋아하나 봐요. 맞아요. 저한테 계속 화실에 대해서 물어봤어요. Vâng, câu trả lời của bạn là 화실을 좋아하나 봐요. Vâng, câu trả lời rất là chính xác. Đoạn hội thoại này chúng ta có thể dịch là hình như là Tuấn thích hoa đấy. Và câu trả lời bạn ấy đồng tình rằng là đúng rồi. Cậu ấy liên tục hỏi về hoa. Cậu ấy liên tục hỏi tớ về hoa. Đoạn hội thoại tiếp theo chúng ta có từ gợi ý ở đây là 책을 많이 읽다. Chúng ta có luyện xì gà và ở đây. Đọc sách rất là nhiều, bạn này đọc sách rất là nhiều. Và câu trả lời cũng tương tự, đồng tình, đó là 네. 책을 많이 읽어서 luyện xì 는 모르는 게 없어요. 모르는 게 없어요. Ở đây chúng ta sẽ điền gì vào đây ạ? Xin mời bạn Thắm và bạn Trang hoàn thành đoạn hội thoại sau. 륜 씨가 책을 많이 읽나 봐요. 네, 책을 많이 읽어서 륜 씨는 모르는 게 없어요. Vâng, 륜 씨가 책을 많이 읽나 봐요. 네, 책을 많이 읽어서 륜 씨는 모르는 게 없어요. Đoạn hội thoại này diễn tả gì? Chắc là Luyến đọc nhiều sách lắm. À, có một câu hỏi ở dạng nghi vấn. À, chắc là, à, chúng ta để ý đấy, chắc là. Chắc là Luyến đọc nhiều sách lắm. Và câu trả lời là đồng tình. Vâng, Luyến đọc nhiều sách nên không có gì là không biết. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần luyện tập. Bước sang cấu trúc thứ hai trong bài học ngày hôm nay, chúng ta có cấu trúc động từ tính từ cộng với 으면 và kết hợp với động từ tính từ 을수록 danh từ cộng với 일수록. Trong trường hợp động là động từ và tính từ thì chúng ta kết hợp thêm 으면 và phía sau đó là động từ tính từ kết hợp với 을수록.
chúng ta cùng tìm hiểu phần ví dụ. Ví dụ thứ nhất chúng ta có 잠은 많이 자면 잘수록 더 피곤해요. Tức là ở đây càng ngủ nhiều thì càng mệt. Chúng ta có động từ 자다. 잠은 자다. 자다 ở đây là ngủ. Kết hợp với cấu trúc ngày hôm nay, 자면 잘수록. Mời cả lớp đọc cùng tôi ví dụ này. 잠은 많이 자면 잘수록 더 피곤해요. 잠은 많이 자면 잘수록 더 피곤해요. Chúng ta có ví dụ thứ hai. 한국어는 공부하면. Đây chúng ta có 하면. Động tính từ kết hợp với 으면. Có 받침 thì đi với 으면. Và không có 받침 thì chúng ta kết hợp với 면 thôi. 한국어는 공부하면 할수록 재미있어요. Tức là càng học tiếng Hàn thì càng thấy tiếng Hàn trở nên thú vị, càng thấy tiếng Hàn thú vị hơn. Chúng ta có 공부하다. 공부하다 ở đây là học. Kết hợp với 으면 할수록 thì là càng học. Càng học thì càng sau đó. Mời cả lớp đọc cùng tôi. 한국어는 공부하면 할수록 재미있어요. 한국어는 공부하면 할수록 재미있어요. Các bạn lưu ý trong cấu trúc này, 으면 ở đây có thể được lược bỏ trong văn nói. Khi các bạn nói, khi sử dụng cấu trúc này trong văn nói, các bạn có thể lược bỏ đi được. Chúng ta cùng bước sang ví dụ thứ 3. 문제가 어려우면 어려울수록 잘 생각해서 풀어야 해요. Ở đây chúng ta có 어렵다. Nguyên thể là 어렵다 là khó. Và khi kết hợp với cấu trúc này thì chúng ta có 어려우면 어려울수록. Tức là càng khó thì càng sao đó. Vậy trong câu này ta có vấn đề càng khó thì ta càng phải suy nghĩ thật kỹ thì mới giải quyết được. Tức là những vấn đề khó mà muốn giải quyết được thì chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Mời cả lớp đọc theo tôi. 문제가 어려우면 어려울수록 문제가 어려우면 어려울수록 잘 생각해서 풀어야 해요. 잘 생각해서 풀어야 해요. Tiếp theo chúng ta có ví dụ thứ tư. 생각은 하면 할수록 짜증이 나요. 짜증이 나요. Bực mình. 짜증이 ở đây là 짜증. Là bực mình. Và có 생각 là suy nghĩ. Chúng ta lấy động từ 하다. 하다 là làm gì đó. 하다 kết hợp với cấu trúc 으면 을수록 này thì chúng ta có 하면 할수록. 생각을 하면 할수록 짜증이 나요. Là càng nghĩ thì càng thấy bực mình. Càng nghĩ thì càng thấy bực mình hơn. Mời cả lớp đọc theo tôi. 생각을 하면 할수록 생각은 하면 할수록 짜증이 나요. 짜증이 나요. 생각을 하면 할수록 짜증이 나요. 생각은 하면 할수록 짜증이 나요. Sau đây chúng ta cùng theo dõi phần đọc mẫu của giáo viên người Hàn. 잠을 많이 잘수록 더 피곤해요. 잠을 많이 잘수록 더 피곤해요. 한국어는 공부할수록 재미있어요. 한국어는 공부할수록 재미있어요. 문제가 어려울수록 잘 생각해서 풀어야 해요. 문제가 어려울수록 잘 생각해서 풀어야 해요. 생각을 할수록 짜증이 나요. 생각을 할수록 짜증이 나요. 친한 사이일수록 예의를 지켜야 해요. 친한 사이일수록 예의를 지켜야 해요. Như vậy thông qua 4 ví dụ vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng cấu trúc ngữ pháp ngày hôm nay cấu trúc động từ tính từ kết hợp với 으면 và động từ tính từ với 을수록 và danh từ thì kết hợp với 일수록 là thể hiện gì ở đây? Biểu hiện tình trạng hay kết quả của về sau có sự biến đổi theo sự gia tăng hay sự lặp lại. Nhắc lại của hành động ở phía trước. Và dùng cấu trúc động từ tính từ kết hợp với 으면 động từ tính từ kết hợp với 을수록 sẽ càng nhấn mạnh được mức độ và trạng thái. Để hiểu hơn về cấu trúc này, chúng ta cùng bước sang phần luyện tập. Chúng ta dựa vào những từ gợi ý để hoàn thành câu. Trước tiên chúng ta có television. Television thì các bạn biết rồi, đó là TV.
보다 라는 từ xem. 소리를 크게 하다 là xem bật tiếng lớn lên để xem đấy ạ. 전력. 전력 là điện năng. 전력 소비가 커지다. Cấu trúc커지다 trở nên. Trở nên. Đây chúng ta có từ 전력 là điện năng và 소비 là tiêu tốn, tiêu hao. Như vậy là cái sự tiêu hao điện năng trở nên lớn. Và câu nối tiếp theo, chúng ta có đoạn khoảng cách ở đây để điền vào chỗ trống ở đây. Và sau đó, 그래서 텔레비전을 보면 소리를 좀 줄여야 돼요. 좀 줄여야 돼요. Để hoàn thành câu này, xin mời bạn Trang. 텔레비전을 볼 때 소리를 크게 하면 할수록 전력 소비가 커진대요. 그래서 텔레비전을 보면 소리를 좀 줄여야 돼요. Câu trả lời của bạn là 텔레비전을 볼 때 소리를 크게 하면 할수록 전력 소비가 커진대요. Vâng, câu trả lời rất chính xác. Cảm ơn bạn. Mời cả lớp đọc theo tôi. 텔레비전을 볼 때 텔레비전을 볼 때 소리를 크게 하면 할수록 소리를 크게 하면 할수록 소리를 크게 하면 할수록 소리를 크게 하면 할수록 전력 소비가 커진대요. 전력 소비가 커진대요. 소비가 커진대요. 소비가 커진대요. 마가 lớp đọc lại theo tôi. 텔레비전을 볼 때 텔레비전을 볼 때 소리를 크게 하면 할수록 소리를 크게 하면 할수록 전력 소비가 커진대요. 전력 소비가 커진대요. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần luyện tập. Tổng kết lại bài học ngày hôm nay, chúng ta có cấu trúc ngữ pháp đã tìm hiểu là động từ kết hợp với na bồ ta, tính từ kết hợp với ưn ca bồ ta, ưn ca bồ ta, danh từ kết hợp với in ca bồ ta. Cấu trúc này thể hiện sự dự đoán, phỏng đoán hoặc suy đoán dựa trên bối cảnh nào đó đi kèm theo. Chúng ta có thể dịch là có vẻ là, chắc là, dường như là, hình như là. Và cấu trúc thứ hai chúng ta vừa tìm hiểu và phân tích đó là động từ, tính từ. Động tính từ kết hợp với ư sorok và danh từ kết hợp với ư sorok. Ư myon, động từ, tính từ kết hợp với ư myon, kết hợp với động từ, tính từ ư sorok. Tương tự như vậy chúng ta cũng có danh từ kết hợp với ư sorok ở đây. Biểu hiện tình trạng hay kết quả của vế sau có sự biến đổi theo sự gia tăng hay sự lặp lại, nhắc lại của hành động ở vế trước. Như vậy bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn chủ động luyện tập và theo dõi lịch phát sóng của chương trình Học tiếng Hàn qua truyền hình trình độ cao cấp. Xin chào và hẹn gặp lại. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.